Xin chào mọi người nha, chào anh em chơi đàn. Hôm nay Mẫn sẽ giới thiệu một vài cái tính năng nhỏ khi nó phục vụ cho mình khi mà mình chơi chơi một mình nha, chơi với style ha. Thì khi chúng ta mở đàn lên ha. Đó, nếu mà đàn chưa có đàn của có một số anh chị hoặc là chú lớn á, người có thể là chưa có biết sử dụng nhiều về cái tính năng của cây PA5X thì Mẫn biết gì thì sẽ chia sẻ ha, để giúp cho mọi người được cái gì thì giúp, còn nếu có thiếu sót gì thì mọi người để lại ý kiến dưới phần bình luận để mình có thêm kiến thức nha. Rồi bây giờ khi mà mở đàn lên thì đây là volume tổng nè, volume tổng. Rồi tất cả những cái line này nè ha, cái cách hoạt động của nó như sau: mọi người đẩy lên hết thì bắt đầu nó mới có giá, nó mới hoạt động nha. Còn ví dụ như khi mà mọi người mở đàn lên, nó đang ở đây nè, mọi người kéo xuống là nó không có giảm đâu. Ví dụ như nó đang ở đây đó, khi mà mở đàn lên mọi người kéo xuống nó không có giảm đâu, mọi người phải đẩy lên hết ha, cái bắt đầu mới kéo xuống thì bắt đầu nó mới có tác dụng nha. Đó, nó mới có tác dụng. Cái chức năng của nó hoạt động là ví dụ như bây giờ là lớn hết lóc là 127 đi, nhưng mà cái tiếng của chúng ta đang ở 100 đi, thì chúng ta đẩy đúng ra là đẩy tới 100 là nó đã kéo xuống là nó có tác dụng rồi, hoặc là 100 cái đẩy lên là nó sẽ thành 127. Nhưng mà tại ở đây mình nói gọn cho mọi người dễ hiểu là đẩy hết lên ha. Đẩy hết lên thì bây giờ đẩy hết lên thì kéo xuống thì nó có tác dụng ha. Rồi, bạn sẽ giải thích sơ những cái nó không có sâu xa lắm đâu, để cho mình sử dụng khi mà mình đánh thôi. Đây, cái toàn bộ những cái này á, là điều chỉnh cái dàn 2, 4, 5 nút này là để điều chỉnh cho cái dàn line này ha. Rồi, mình chỉ cần để ở trên thôi. À, để ở trên. Rồi, ở đây á, cái nút này á, thì mình cũng để ở trên luôn. Đó, đàn trên, đàn dưới nè. Đó, mọi người thấy hay đàn trên đàn dưới nè, để trên luôn. Rồi bây giờ cái này là volume tổng, cái này là micro micro, rồi cái này là effect bè với của micro. Ở đây là cái đường mà guitar ghim vào, ở đây là cái đường light ghim vào, là ghim theo một nhạc cụ khác á. Ha, mọi người có thể nói một cái keyboard khác vào đây, hoặc là nói một cái nhạc cụ bất kỳ stereo vào đây. Đây là một cái cần để chúng ta nói guitar vào đây đó. Thì bây giờ kéo máy này xuống đi cho dễ hiểu. Mid cũng không dùng nè. À, ba cái cần này là của mid, cái cần này là của guitar, cần này là của đường light ghim vào. Rồi chúng ta chỉ cần chú ý bốn cái cần này thôi, cùng với cái cần master tổng ha. Rồi cái cần này là cần bass ha. Cái cần bass là gì? Là bass của cái này. Đó là của cái phần bass đó, phần bass này luôn nè. Nhưng mà sao giờ đây đây nó ra tiếng rồi nè. Đó, mọi người lớn nhỏ nè. Nhưng mà cái thằng bass này nó sẽ ăn với cái thằng slide này luôn. Đó. Ha. Nó sẽ ăn chung với cái thằng delay của thằng slide 1. Nó sẽ không ăn với cái thằng slide 2 nha. Ví dụ như mình đẩy qua cái slide 2 xem. Rồi. Mẫn cũng chưa thử đẩy slide 2 lên. Đó. Nói chung là mọi người cứ sử dụng line 1 trước đi ha. Cái clip này mình chỉ nói cái đơn giản nhất thôi là line 1 ha. Thì trên cái cây đàn này nó chạy được cùng một lúc hai style mà ha. Đấy. Thì style 1. Đấy. Thì cái phần này. Đó, thì nè. Cái volume này là volume của mặt bass. Thì mặt bass này và mặt bass này nó trùng. Nó trùng nha. Đấy, nè, nhỏ nó xuống nè. Nghe nè. Cái này riêng nữa anh em, Mẫn cũng chưa có nghiên cứu nhiều lắm đâu, nhưng mà cái này nó riêng nữa nè. À, nó riêng luôn, nó riêng luôn. Ở sao mà lúc riêng chung khó hiểu nè. Đây, ví dụ như chúng ta nó đang cháy đèn. Nó đang cháy đèn. Thì chúng ta chỉnh nó thì nó mới ăn ha. Nó đang cháy đèn thì chúng ta chỉnh nó thì nó mới ăn ở bên cái phần bass này, ở cái phần volume này ha. Còn cái này. Đó. Đó, thì chỉnh nó ăn. Nói chung cái phần này mình ít dùng thì mình giải thích cho mọi người biết đây là cái volume của bass, nhưng mà nó sẽ ăn với cái layer 1. Đây,
rồi mình bỏ nó xuống đi, không dùng nó ha. Rồi lại một đấy, thì nhỏ lớn điệu ở đây nó không có ảnh hưởng gì tới tiếng đàn hết. Tiếng đàn nè, tiếng đàn nè, nhỏ tiếng đàn nè, lớn tiếng đàn nè ha. Rồi đây là layer 1. Rồi layer 2 thì cũng vậy thôi, y chang layer 1 nhưng mà mình chuyển qua ở đây, chọn một cái điệu, chọn một cái điệu đây đó nè. Mình có thể cho hai điệu chạy cùng một lúc nè mọi người, nhưng mà nó chưa ăn tempo đúng không? Đấy, nhìn trên màn hình kìa, nó không ăn tempo kìa. Mình nhấn nút phá tempo lại. Rồi mình nhấn cái nào tắt cái nào cũng được hết. Rồi khi nhấn sẽ ăn tempo với nhau. Đó, bây giờ nó đang chạy hai điệu cùng nhau ha. Nhưng mà chức năng này chỉ có thôi, chứ thật sự dùng nó để ứng dụng vào nó thì cũng ít ha. Thì đó, mọi người không thích dùng layer 1 thì mình dùng layer 2, thì mình dùng cái like của 1 thôi. Đây là like của tiếng đàn. Rồi đấy, sẵn đây thì mình sẽ giới thiệu sơ về cái bộ set của Mẳng. Đây mọi người nghe thử nha. Đó, mình nói thêm là bộ set của Mẳng là Mẳng đã căng tất cả các điệu. Mẳng vẫn đã có một cái live stream nói về điều này rồi, nhưng mà nay nói thêm thôi. Thì tại vì sẵn nói về cái phần âm lượng nha, thì mình sẽ nói thêm. Đây mọi người nghe thử điệu của đàn nha. Điệu của đàn đó, điều hết đúng không? Điều của đàn dĩ nhiên điều rồi đúng không? Giờ mình nhắn qua điều của mình nha, điều của Mẳng. Đấy, 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 đấy. Mọi âm thanh nó sẽ đều. Nó có một điều nha, có thể là mọi người không có tắt điệu thì mọi người nhắn qua có thể là nó phải sực một cái, có nghĩa là nó dưới nó khoảng 0,5 giây là nó bị chọi âm thanh, hoặc là xuống âm thanh một chút rồi nó mới bắt đầu căng lại. Lý do tại sao điều đó xảy ra là điều đó là do cái phần mềm nó chạy nó vẫn chưa đủ độ nhanh ha. Nó phải có thời gian để cho nó bật cái cơm và cái EQ lên để nó thay đổi cái thông số đó. Đó, khi mà nhưng mà hiếm, chỉ khi mà mình chọn điệu thôi, chứ thật sự đang chơi mình đâu có đổi điệu liên tục đâu đúng không? Đấy, thì bây giờ nếu mà nè, mình mở lên lại nè. Đó, điệu nè. Nó mình đang ở phần đọc tổng hợp nha, tổng hợp là tất cả các điệu, tất cả các thể loại. Đó, bây giờ mình qua phần khác coi. Đấy nào, điệu nào nó cũng đồng nhau hết. Rồi mình đang đánh, mình trả lời mình muốn chơi điệu của đàn thử xem. Đó, cũng là âm thanh đó luôn, âm lượng cũng là âm lượng đó luôn, thấy không? Không bao giờ bị lớn nhỏ. Đấy, bởi vì cái bộ set của Mẳng á thì nó lợi thế về phần âm thanh nha. Tại vì Mẳng rất là cái tính của Mẳng rất là khó tính về phần âm thanh, nên Mẳng làm điều này rất là kỹ đó. Thì hôm nay làm một cái video ngắn để chia sẻ thôi. Đó, anh em thấy thích thì cho mình một like, nhớ đăng ký kênh. Mình là Phan Trung Mẳng. Anh em cần liên hệ để học online hoặc là liên hệ để lấy bộ set của Cọt thì liên hệ với Mẳng nha. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và chơi nhạc thật là máu lửa nha.